tiểu sử hiếu hiền, sự nghiệp và đời tư. Phạm Hiếu Hiền sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Nam diễn viên là con trai út của cố nghệ sĩ Kim Ngọc và nghệ sĩ Đức Lan. Hiếu Hiền đã từng có nhiều năm đi diễn hài cùng mẹ và nhóm hài Kim Ngọc với các vở kịch hài tiêu biểu như Tuyển Tiếp Viên, Ba Bầu Liều Mạng và đóng nhiều vai phụ trong các bộ phim. Hiếu Hiền là diễn viên được khán giả nhớ đến với các vai diễn hài tương tự và rất hài hước trên sân khấu. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn được yêu thích khi tham gia đóng trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Hello Cô Ba, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Cô Gái Xấu Xí, Công Chúa Tin và Ngũ Hổ Tướng, Tắm Cám, Chuyện Chưa Kể, vân vân. Ngoài những bộ phim trên, anh còn tham gia vào nhiều tiểu phẩm hài và còn là người dẫn chương trình có nhiều show tiêu biểu. Với dáng người nhỏ nhắn và nét diễn hài hước, tự nhiên, có nhiều điểm dễ gây cười. Đây chính là điểm thu hút được sự quan tâm của khán giả đối với Hiếu Hiền. Diễn viên Hiếu Hiền và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Năm 2010, Hiếu Hiền thường xuyên xuất hiện bên cạnh một cô gái xinh đẹp tên là Hồng Vũ Thùy Liên. Việc này làm cho khán giả và nhiều người hâm mộ xôn xao tò mò. Khi đó, nam diễn viên hài đã vui vẻ chia sẻ rằng cô chính là bạn gái của mình. Cả hai quen biết nhau khi tham gia đóng chung một bộ phim trong 4 trắc nghiệm đêm tân hôn. Lúc bấy giờ, cả hai cũng chưa được nhiều người biết đến. Sau lần tiếp xúc ấy, cả hai thường xuyên liên lạc với nhau hơn và tình cảm cứ thế lớn dần. Cũng vào năm này, cả hai quyết định về chung một nhà trong lễ cưới được tổ chức mang đậm phong cách Nam Bộ. Mỗi khi nhắc đến vợ của mình, Hiếu Hiền luôn tỏ ra yêu quý vợ và dành những lời tốt đẹp về cô ấy. Hai người sinh con đầu lòng năm 2012, đặt tên là Hiếu Nhân. Sau đó 3 năm, gia đình anh lại tiếp tục chào đón thêm một thành viên mới là một cô công chúa nhỏ tên là Kim Hậu. Sau 7 tháng đón chào thành viên thứ hai. Cuộc sống của gia đình hiện tại cứ yên ả trôi qua, thỉnh thoảng nam diễn viên cũng đăng hình gia đình lên trang cá nhân của mình. Diễn viên Hiếu Hiền và những scandal xung quanh nam diễn viên. Khoảng thời gian cuối năm 2020, cái tên Hiếu Hiền và Thùy Liên, vợ của nam diễn viên, thường xuyên được nhiều khán giả nhớ đến với những vụ lùm xùm về các vấn đề xoay quanh đám tang của nghệ sĩ Chí Tài. Cụ thể là khi Hiếu Hiền đến chia buồn cùng gia đình, anh đã thực hiện livestream đăng tải clip với tiêu đề Chí Tài trong nhà xác trên fanpage của mình. Ngay sau khi đăng tải điều này, ngay lập tức, anh đã nhận được sự chỉ trích, tức giận của nhiều người xem. Trước những phẫn nộ từ dư luận, Hiếu Hiền nhanh chóng xin lỗi công khai và gỡ bỏ clip vào ngày 9 tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, đến sáng ngày 18 tháng 12, anh lại gây tranh cãi một lần nữa khi đăng một bài viết dài chia sẻ về nỗi lòng của mình khi bị nhiều đồng nghiệp trách móc sau sự việc trên. Đáng chú ý là phần dưới bình luận của bài viết, vợ của diễn viên Hiếu Hiền nhắc đến Harry Won và gọi bằng con và nói không biết Harry Won là ai. Ngay chiều hôm đó thì Hiếu Hiền lại đăng đàn thay mặt bà xã xin lỗi vợ chồng Harry Won, giải thích về nghi vấn xúc phạm Harry Won. Hiếu Hiền cho biết rằng do bà xã anh quá bận rộn chăm sóc gia đình nên không có nhiều thời gian xem game show hay TV nên không biết Harry Won là ai. Diễn viên Hiếu Hiền cũng đã từng vướng vào lùm xùm khi đăng tin sai sự thật về nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê. Cụ thể là trên trang Facebook, tài khoản mang tên nghệ sĩ Hiếu Hiền có hơn 2,5 triệu lượt người theo dõi, đã từng chia sẻ link bài viết trên một trang có thông tin liên quan đến việc Phương Oanh đăng với nội dung từng đi rửa bát thuê nuôi gia đình. Điều này khiến cho Phương Oanh bức xúc vì thông tin này không đúng sự thật. Cô chia sẻ như sau: đầu tiên là tôi muốn đính chính để không bị nhiễu loạn thông tin về mình, cũng là để bảo vệ chính mình và người thân trước những thông tin liên quan đến đời tư không được kiểm chứng. Sau đó cũng là thể hiện quan điểm rõ ràng trước việc các trang tin lá cải hay xào xáo cướp nhặt rồi tam sao thất bản thông tin khiến thông tin bị sai lệch đi. Tôi chỉ nghĩ đó là việc mình nên làm và cần phải làm thôi, chứ cũng không có gì là thái quá cả. Ai muốn nói sao cũng được, vì cơ bản họ không ở cương vị của mình. Nếu cứ lo sợ việc bị đánh giá mà không dám thể hiện quan điểm thì không phải là tôi rồi,
Hơn nữa tôi cũng đang giải quyết mọi chuyện rất chừng mực. Ngay sau khi có phản hồi về sự việc trên, fanpage của diễn viên Hiếu Huyền đã gỡ bỏ bài và gửi thư xin lỗi đến nữ diễn viên. Diễn viên Hiếu Huyền và việc đem con gái mới sinh đi đóng phim. Khi nói đến những scandal xung quanh Hiếu Huyền, không thể không nói đến việc nam diễn viên hài từng cho con gái của mình chỉ mới sinh 6 tiếng đi đóng phim. Cụ thể, con gái mới sinh của diễn viên Hiếu Huyền đóng vai em bé mới chào đời trong bộ phim Lộc Phát. Sự việc này khiến cho nhiều người xôn xao bàn tán, đặc biệt là cựu người mẫu Xuân Lan. Cô không giấu được sự bức xúc khi trích lại chia sẻ của một người bạn. Đứng trước những ý kiến trái chiều này, diễn viên Hiếu Huyền chia sẻ rằng, ngoài việc hỗ trợ anh em trong đoàn, vợ chồng tôi chỉ muốn lưu giữ những hình ảnh quý giá của cô con gái mới chào đời để làm kỷ niệm. Diễn viên Hiếu Huyền phủ nhận những thông tin cho rằng vợ chồng anh dùng con để PR hay kiếm tiền. Nam diễn viên hài khẳng định không nhận bất cứ một đồng cachet nào cho bé Miranda từ phía đoàn phim. Diễn viên Hiếu Huyền bên cạnh bố những ngày cuối đời. Năm năm trở lại đây, sức khỏe của nghệ sĩ Đức Lan ngày một suy yếu. Ngoài những biến chứng của căn bệnh tiểu đường, ông còn mắc thêm một vài căn bệnh tuổi già. Vào năm 2020, Phạm Hiếu Huyền đã xót xa chia sẻ tình hình của bố rằng: năm nay ba đã 81 tuổi rồi, căn bệnh tai biến làm cho ba không còn minh mẫn, mọi thứ sinh hoạt đều khó khăn. Mấy ngày nay ở nhà chăm sóc ba, đút từng muỗng cơm cho ba mà tự nhiên con cảm thấy đứt ruột. Cảm ơn ba mẹ, cả một đời bôn ba khắp nơi để lo cho con được như bây giờ. Khi thấy nghệ sĩ Đức Lan có diễn biến xấu đi, người thân liền đưa ông vào bệnh viện để chuyển cho các y bác sĩ theo dõi. Hiếu Huyền dù bận công việc ở Huế cũng lập tức đáp chuyến bay về sớm nhất để chăm sóc cho bố. Dù nhận được sự quan tâm và tận tình cứu chữa của các y bác sĩ, song nghệ sĩ Đức Lan không vượt qua được căn bệnh và trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay gia đình. Hiếu Huyền cũng bàn bạc với người thân để tổ chức tang lễ cho bố được chu đáo nhất. Nghệ sĩ Đức Lan có tên thật là Phạm Hiếu Đức và từng là đệ tử của danh cầm Nam Vĩnh. Trong hơn 20 năm say mê với hoạt động nghệ thuật, ông gắn bó và đàn chính cho nhiều sân khấu cải lương nổi tiếng như Kim Chung, Trần Hữu Trang. Năm 2011, khi nghệ sĩ Kim Ngọc qua đời vì đột quỵ, khiến nghệ sĩ Đức Lan và con trai Hiếu Huyền vô cùng buồn bã. Mỗi khi đến ngày giỗ vợ, ông lại cùng Hiếu Huyền và người thân quay quần, ôn lại kỷ niệm đáng nhớ về nữ nghệ sĩ đình đám một thời. Diễn viên Hiếu Huyền hiện tại ít xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, nhưng những hình ảnh về anh vẫn động lại trong tâm trí khán giả. Chúc cho cuộc sống, gia đình và công việc của nam diễn viên hài ngày càng thuận lợi và gặt hái nhiều thành công hơn.